Hôm nay cùng với toàn thể hội thánh, chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta vẫn tuyên xưng đức tin này mỗi khi chúng ta đưa tay lên mình làm dấu thánh giá hàng ngày. Đây là một mầu nhiệm mà chính Chúa Giêsu đã mặc khải trong Kinh Thánh rất nhiều lần. Và hôm nay trong Tin Mừng theo Thánh Matthew đã thuật lại lời của Chúa Giêsu: anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Bởi là một mầu nhiệm nên vượt quá trí hiểu nhỏ bé, hạn hẹp của con người, của chính chúng ta. Nhưng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi lại bày tỏ ra trong nhân loại cách rất cụ thể, thưa ông bà và anh chị em. Đó là sự hiệp thông liên kết của ba ngôi vị Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần vì con người, vì hạnh phúc, vì ơn cứu độ của con người. Chúa Cha đấng tạo dựng vạn vật vũ trụ vì con người và cho con người. Chúa Con xuống thế làm người, chết và sống lại để cứu con người. Chúa Thánh Thần đấng thánh hóa con người để con người hành động theo lương tâm ngay thẳng, để con người đi trong công bình, bác ái sự thật, hầu con người đạt đến ơn cứu độ. Hôm nay như thường lệ, thánh lễ lúc 20 giờ Chủ nhật cuối tháng, chúng ta họp nhau để tôn vinh Thiên Chúa và cầu nguyện cách riêng cho quê hương đất nước chúng ta. Thưa ông bà và anh chị em, hơn bao giờ hết trong thời khắc này, chúng ta được mời gọi hướng về Chúa Ba Ngôi mà hợp nhất với nhau lên tiếng thúc đẩy hành động vì hạnh phúc của con người, của chính chúng ta, của các thế hệ con em chúng ta. Hạnh phúc với tất cả phẩm giá con người mà chính Chúa Ba Ngôi đã ban, đã muốn chúng ta có khi tạo dựng nên chúng ta, khi cho chúng ta có mặt trên trần gian này. Thưa ông bà và anh chị em, vào cuối thế kỷ thứ 8 trước Chúa Giêsu, vương quốc Israel có vẻ rất phồn thịnh. Người có ít tài sản đã bán sạch và của cải nằm trong tay một số ít người giàu có, trong khi ngày càng có thêm nhiều người nghèo. Trong bối cảnh đó, Thiên Chúa đã sai Amos, một người chăn cừu ở Bethlehem, đi làm ngôn sứ nói lời Thiên Chúa. Vị ngôn sứ bắt đầu rong ruổi qua các thành của Israel, lên tiếng tố cáo những sự bất công trong xã hội, cũng như một tôn giáo chỉ bằng lòng với những thực hành bên ngoài. Amos đã nói lên sự thật trong xã hội Israel thời bấy giờ: chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày, vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ. Những đền đài và dinh thự được dựng nên do sự bóc lột người nghèo, tạo nên hố sâu khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, sẽ bị quân phủ thù tàn phá. Lời của Amos: những kẻ chất đống trong lâu đài của mình của cải do bức và cưỡng đoạt, chúng nào có biết sống ngay thẳng là gì? Vì thế Đức Chúa phán: quân thù sẽ bao vây lãnh thổ, sẽ triệt hạ sức mạnh của ngươi và đền đài của ngươi sẽ bị cướp phá. Bên cạnh đó, một thứ tôn giáo chỉ bằng lòng với những lễ hội bên ngoài, Amos đã nói lên lời của Đức Chúa: lễ lạt các ngươi, ta chán ghét khinh thường, hội hè của các ngươi, ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi, ta không vui nhận. Chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, ta chẳng đoái hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Thưa ông bà và anh chị em, như Israel xưa, xã hội Việt Nam hiện tại có vẻ phồn thịnh, nhưng thực chất ông bà và anh chị em sẽ thấy nó đang mục rỗng, người lầm than, đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy, giàu sang dối gian và nguy cơ bị thôn tính bởi Trung Cộng rất rõ ràng. Chỉ qua các phương tiện truyền thông, chúng ta đã nghe thấy tiếng ai oán vang lên khắp các tỉnh thành vì mất đất, mất nhà cửa, ruộng vườn.
rong ruổi cơ quan này, phòng tiếp dân kia, mà cứ mỏi mòn chờ đợi qua năm này đến năm khác. Gia đình ly tán, người già khổ cực, thanh thiếu niên không tương lai. Có những trường hợp cùng quẫn tự thiêu, chẳng màng chi danh giá, lột đồ, xích chân, cùm tay để phản đối quân áp bức. Rồi có trường hợp bất chấp cảnh tù đầy, lấy sức mỏng đứng lên chống lại tà quyền hùng hậu. Các cơ sở tôn giáo cũng lần lượt trở thành nạn nhân của nạn tham nhũng đất đai. Tòa Khâm Sứ Hà Nội và Thái Hà cách đây đúng 10 năm thương mà với anh chị em, năm nay đúng 10 năm là bằng chứng. Dòng Thánh Phaolô Hà Nội, dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm ở Sài Gòn, Đan Viện Thiên An tại Huế, một số các sứ đạo từ Bắc chí Nam, rồi các cơ sở tôn giáo bản cũng lần lượt trở thành nạn nhân. Và việc đạp đổ tâm linh để đổi lấy đất đai cho thấy dấu hiệu của một xã hội suy tàn đến cùng cực. Mấy ngày qua, thông tin về chủ quyền biển đảo làm cho người Việt Nam lo ngại. Trên đất liền, khách du lịch Trung Quốc mặc áo với hình lưỡi bò và Việt Nam cách tự do. Nhưng rồi ông Tổng Cục trưởng có trách nhiệm giải trình lại cho là sự cố nhỏ, và không để sự cố nhỏ như thế ảnh hưởng tới đại cục. Ngoài biển, Trung Cộng đang triển khai quân sự trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, đảo Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tàu cá Trung Quốc tiến sâu vào vùng biển Việt Nam, thậm chí còn đánh đuổi cướp tài sản của ngư dân Việt. Nhiều vụ hàng chục tàu cá Trung Quốc vào sâu trong lãnh hải Việt Nam chỉ cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 30 hải lý, nghĩa là khoảng 55 km. Qua lời cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay, chúng ta được mời gọi ý thức hợp nhất noi gương ba ngôi Thiên Chúa mà nghĩ đến hạnh phúc, tương lai của dân Việt, chứ đừng chỉ vì quyền lợi cá nhân mà bưng tai, bịt mắt, thờ ơ, nhát đảm để cho quê hương này, dân tộc này cứ mãi vang lên tiếng bi ai của người cùng khổ, của cảnh đất liền, biển đảo cứ mỗi ngày rơi vào tay ngoại bang. Thương bà và anh chị em, hồi giữa năm 2014, khi Trung Cộng đưa giàn khoan HD981 và một lực lượng lớn tàu bè các loại vào xâm chiếm hoạt động trong vùng biển đặc quyền và thềm lục địa của Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam, khi đó Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc là chủ tịch, đã ra một văn thư về tình hình Biển Đông, trong đó các ngài nhấn mạnh lập trường xây dựng hòa bình, phản đối chiến tranh. Tuy vậy, các ngài cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam phải có lập trường kiên định, lấy đạo lý truyền thống dân tộc, vì dân, vì nước để thực hiện đường lối chính sách với Trung Quốc, và cho rằng những thỏa ước tôn trọng tình hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng, giữa hai đảng cộng sản thực tế đã cho thấy không mang lại lợi ích cho dân nước mà còn đưa đất nước rơi vào tình trạng lâm nguy. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe nói với các tín hữu Roma và cũng nói với chính chúng ta hôm nay: anh em đã không nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Trở thành Kitô hữu nghĩa là trở thành con cái trong ba ngôi Thiên Chúa, ba ngôi nhưng là một, luôn hành động vì sự sống đích thực của con người và luôn khắc khoải vì hạnh phúc của con người. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta xin ba ngôi Thiên Chúa cho chúng ta biết cộng tác với nhau, cộng tác với anh chị em thành tâm thiện trí, lên tiếng thúc đẩy hành động vì tự do, công bằng, bác ái và vì một Việt Nam mà Chúa đã ban cho chúng ta làm quê hương trần thế này. Amen. Hôm nay lễ Chúa Ba Ngôi, thay lời cho quý cha mừng lễ tất cả anh chị em chúng ta. Chúng ta một tràng pháo tay để chúc mừng lễ. Chị em biết hôm thứ Hai vừa rồi Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục người Ba Lan làm đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam để thay cho Đức Tổng Giám mục Leopoldo Zilanli sau khi mãn nhiệm sau 6 năm phục vụ tại đất nước Việt Nam. Trước khi rời Việt Nam, Ngài đã có một bài giảng tại Linh Địa La Vang ngày bế mạc năm Thánh, bế mạc Đại hội La Vang
năm 2017 vừa qua, Ngài nói với chính quyền nhà nước rằng của Caesar hãy trả lại cho Caesar. Có lẽ vì lời đó mà sau 8 tháng, hai bên giữa Tòa Thánh ở Việt Nam đã không có được thỏa thuận để bổ nhiệm người thay thế cho Ngài. Suốt 8 tháng trời, chúng ta không có đại diện, không thường trú. Tạ ơn Chúa, hôm thứ Hai vừa rồi, Tòa Thánh đã cùng với nhà nước đi đến được thỏa thuận để bổ nhiệm một vị Tổng giám mục mới làm đại diện không thường trú tại Việt Nam. Đồng thời chúng ta cũng biết công nghị Hồng Y do Đức Thánh Cha mới công bố có 14 vị Hồng Y, 14 vị Tân Hồng Y. Tiếc là chúng ta, Giáo hội Việt Nam đợt này không có vị Hồng Y nào. Lý do thì anh chị em biết rồi, bởi giữa chính phủ Việt Nam và Tòa Thánh có một thỏa thuận từ năm 1991, đó là Tòa Thánh chỉ có thể bổ nhiệm giám mục hay hồng y cho Giáo hội Việt Nam khi nào nhà nước cho. Anh chị em cầu nguyện để chúng ta hiểu được hoàn cảnh của giáo hội cực kỳ khó khăn. Chúng ta tiếp tục đang ở trong tình cảnh bị bách hại. Anh chị em đừng nghĩ rằng chúng ta được tự do, được ngồi ở đây, nhưng thực sự chúng ta không được tự do, bởi vì việc bổ nhiệm giám mục là việc quan trọng nhất trong giáo hội, thì chúng ta lại không được tự do. Và chúng ta phải được sự đồng ý nhà nước, và để đi đến sự đồng ý đó, chúng ta phải hy sinh nhiều lắm, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta biết như thế để hiện ý cầu nguyện cho giáo hội, để giáo hội chúng ta thực sự là chứng nhân của một Thiên Chúa ba ngôi. Cảm ơn anh chị em rất nhiều, nhất là những anh chị em không cùng niềm tin, cứ mỗi dịp tối Chủ nhật cuối tháng lại đến đây với chúng tôi. Chúng tôi đã gặp được rất nhiều những thầy giáo, cô giáo tại các trường cấp 2, cấp 3 ở Hà Nội này. Mỗi tối Chủ nhật cuối tuần lại đến với Thánh Đường Giáo xứ Thái Hà để thông công cầu nguyện cho đất nước quê hương. Tấm lòng ấy của anh chị em, chúng tôi hết sức cảm kích và xin Chúa là đấng chúng tôi tôn thờ chúc lành cho gia đình anh chị em. Xin cho công việc của các thầy cô giáo hay của những anh chị em không cùng niềm tin được Chúa thương chúc phúc. Xin cho anh chị em chúng tôi có một ước mơ, anh chị em cũng tìm thấy Chúa để Chúa dẫn dắt anh chị em đi trong sự bình an của Người. Đó là lời cầu chúc và lời cảm ơn của chúng tôi dành cho tất cả những anh chị em không cùng niềm tin tôn giáo. Cảm ơn cả những anh chị em an ninh hôm nay cũng có mặt. Chúng tôi nghĩ rằng vì nhiệm vụ anh chị em đến, nhưng anh chị em cũng hiểu rằng đối với Giáo hội Công giáo, chúng ta là anh em với nhau. Và xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Một lần nữa xin chúc lành, xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng ra núi Đức Mẹ để cầu nguyện. Xin Chúa qua sự truyền cầu Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình cầu cho quê hương đất nước chúng ta. Giờ đây chúng ta đang hiện trước tượng ảnh Mẹ là Nữ Vương của Công lý Hòa Bình. Chúng ta cùng hiệp ý để dâng lên cho cũng là Mẹ Việt Nam, quê hương đất nước của chúng ta. Xin Mẹ truyền cầu lên Chúa Băng cho những lời cầu xin của tất cả chúng ta, cũng như của mọi con dân đất Việt có mặt ở nơi đây, đang tha thiết cầu nguyện. Xin Chúa ban hòa bình, xin Chúa ban hòa bình, công lý cho quê hương chúng ta. Lạy Mẹ là Nữ Vương công lý hòa bình, trong cơn mưa như chút tối hôm nay, chúng con luôn ý thức hồng ân của Chúa qua sự truyền cầu của Mẹ cũng luôn tuôn đổ như những cơn mưa xuống trên cuộc đời của chúng con, đặc biệt trên quê hương đất nước này. Chúng con tin rằng chính sự quan phòng của Chúa làm cho chúng con cảm mến và thấy được sự tồn tại của đất nước này. Ngày hôm nay, trong ngày chúng con cầu nguyện cho quê hương đất nước, chúng con cầu xin Chúa qua sự truyền cầu của Mẹ là Nữ Vương của Công lý Hòa Bình ban bình an lên quê hương đất nước chúng con. Xin cho chủ quyền quốc gia
qua sự quan phòng mà Chúa đã trao ban cho chúng con được tôn trọng, được mọi người tôn trọng, đặc biệt là cho mọi con dân trong quê hương đất nước này luôn biết yêu lấy quê hương Việt Nam, luôn biết xả thân hy sinh vì lý tưởng độc lập, chủ quyền của dân tộc. Xin cho mỗi chúng con biết cộng tác với nhau, mỗi người mỗi cách để làm thế nào xây dựng một quê hương giàu mạnh, ấm no. Kinh Mừng Nễ Vương, Nễ Vương hòa bình, Nễ Vương hòa bình, đầy bao tâm hồn thao thức, dâng con đất Việt nào ninh cùng kết tiếng lòng mừng vui, cất tiếng ca kinh chào Nữ Vương hòa bình. Tung hô Mẹ Maria, tung hô Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ ngàn đất nước bao la. Tung hô Mẹ Maria, tung hô Mẹ đầy ơn phúc, đầy nguồn sáng yên vui chan hòa. Giây phút này chúng con đặc biệt nhớ đến những anh chị em đang đau khổ. Họ là người dân Việt Nam, là đồng bào của chúng con. Có nhiều người trong giây phút này không có nơi trú ngụ, phải sống nơi gầm cầu. Nhất là những nạn nhân của bất công, của nạn cướp bóc đất đai trải rộng trên quê hương chúng con. Lúc này họ đang bị xua đuổi trên chính mảnh đất của mình. Họ không tìm được nơi trú ngụ, đang tha phương cầu thực. Xin Chúa qua sự truyền cầu của Mẹ an ủi những anh chị em chúng con là nạn nhân của một xã hội lấy kinh tế làm thước đo cho sự phát triển, mà không đặt con người như đối tượng duy nhất của thể chế. Xin Chúa qua sự truyền cầu của Đức Mẹ nâng đỡ những anh chị em là nạn nhân của sự tham lam nơi chính thể này. Xin nâng đỡ họ và cho họ tìm được sự bảo đảm về cuộc sống mỗi ngày. Nhất là cho họ tìm lại được những quyền cơ bản mà Chúa đã ban cho họ mà hôm nay họ bị tước đoạt. Kinh Mừng Nữ Vương, Nữ tâm hồn thao thức, dâng con đất Việt nào nên cùng ca tiên đàng mừng vui, cất tiếng ca kinh chào Nữ Vương hòa bình. Tung hô Mẹ Maria, tung hô Mẹ đầy ơn phúc, đây nguồn sáng khắp đất nước an vui. Tung hô Mẹ Maria, tung hô Mẹ đầy ơn phúc, đây nguồn sáng yên vui tràn hòa. Giờ đây mỗi chúng ta cũng dâng lên cho Đức Mẹ những lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta. Xin Mẹ thương nhận lời chúng ta cầu xin. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần
ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa.